Trong thời đại dịch này thì ban truyền thông của giáo phận cũng tổ chức giờ đọc kinh tối hàng ngày buổi tối vào lúc 8 giờ 30 tối mà chỉ có kéo dài 15 phút thôi, đọc những kinh truyền thống. Khi tổ chức giờ kinh tối gia đình trực tuyến, chúng tôi mong ước là chúng ta hãy khơi lại cái truyền thống của Tổng giáo phận từ lâu đời. Trong cái thời đại công nghiệp hiện đại này, người ta quên mất cái thói quen tốt lành ấy. Và hậu quả là gì? Là lớp trẻ không có thói quen cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đọc kinh, thì những lời kinh ấy vừa là lời thân thưa với Chúa, vừa là lời tâm niệm nhắc bảo cho bản thân mình để mình sống tốt, ý thức được sự hiện diện của Chúa. Đồng thời những lời kinh ấy cũng hàm chứa nội dung của giáo lý, giúp cho chúng ta hiểu giáo lý. Vì thế cho nên tôi kêu mời các cha, quý ông bà và anh chị em hãy tham dự giờ kinh nếu có thể vào lúc 8 giờ 30 các buổi tối. Đó là giờ kinh cầu nguyện gia đình trực tuyến, chỉ có kéo dài 15 phút thôi, nhưng mà giúp cho chúng ta có thời gian tâm sự với Chúa và chúng ta nối kết với anh chị em mình để cùng cầu nguyện.